Tòa án binh tại Nga đã ra lệnh bắt thiếu tướng Ivan Popov, cựu chỉ huy tập đoàn quân 58, vì cáo buộc gian lận quy mô lớn. Truyền thông Nga đưa tin tướng Ivan Popov bị tạm giữ với thời hạn 2 tháng theo lệnh từ ngày 17 tháng 5 của Tòa án quân sự doanh trại 23 năm. Giới công tố viên cáo buộc ông Popov dính líu một âm mưu gian lận quy mô lớn liên quan vật liệu xây dựng các công trình quân sự tại vùng Zaporizhia ở Ukraine, theo đài RT. Nga tuyên bố sáp nhập Zaporizhia và ba vùng khác của Ukraine vào năm 2022 nhưng không được Ukraine công nhận. Theo truyền thông Nga, vụ gian lận liên quan 2.000 tấn thép do chính quyền quân sự do Nga thiết lập tại Zaporizhia mua để xây dựng công trình phòng thủ dọc tiền tuyến nhằm chuẩn bị trước cuộc tấn công năm 2023 của Ukraine. Một doanh nhân từ vùng Krasnodar của Nga được cho là đã bán số vật liệu trên cho người khác, lừa mất của chính quyền hơn 100 triệu rúp, hơn 28 tỷ đồng. Ông Popov là cựu chỉ huy tập đoàn quân 58, có nhiệm vụ bảo vệ khu vực Zaporizhia, chủ yếu là thị trấn Rapotino. Ông bị bãi nhiệm chức vụ vào tháng 7 năm 2023 sau cuộc nổi loạn bất thành của lực lượng đánh thuê Wagner. Theo một đoạn tin nhắn giọng nói mà ông Popov gửi cho binh sĩ, ông phàn nàn lên cấp chỉ huy về việc thiếu sự hỗ trợ. Hãng TASS đưa tin vị thiếu tướng đã kháng nghị lệnh bắt và tuyên bố không phạm tội. Ông Popov là quan chức cấp cao thứ ba trong quân đội bị bắt trong tháng qua với cáo buộc sai phạm. Ngày 23 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov đã bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ đến 1 tỷ rúp liên quan các dự án xây dựng. Ông đã bác bỏ cáo buộc. Tuần trước, lãnh đạo Tổng cục Nhân sự của quân đội Nga Yuri Kuznetsov cũng bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.